chào mừng các bạn đã đến với chương trình đồng hành cùng MTV Exit, được sản xuất bởi Hoa Chó Online cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của Safe Junior. Mình là Thành đến từ số 5 Hòa Mã, đại bản doanh của Hoa Chó Online. Chào các bạn, tớ là Z đến từ Safe Junior, FC lớn nhất của Super Junior tại Việt Nam. Trong những ngày này thì chủ đề nóng hổi nhất trong giới teen hiện nay chính là chương trình MTV Exit. Chương trình này sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 tới tại sân vận động Mỹ Đình, và đêm diễn cũng sẽ mở đầu trong một loạt tour diễn đi qua Hạ Long, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Để giúp bạn đóng học trò có thêm những thông tin nóng hổi, kể cả chính thức và bên lề, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn chương trình đồng hành cùng MTV Exit, mong rằng sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Theo kế hoạch, chương trình MTV Exit Live in Hà Nội sẽ có sự góp mặt của 8 thành viên đến từ nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Super Junior, và đặc biệt sẽ có thêm sự solo của ca sĩ người Úc Kate Miner. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội được gặp mặt 3 ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đó là ca sĩ Anh Khoa, Phương Vi và Hà Anh Tuấn. Chương trình MTV Exit được phát triển bởi Quỹ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm gửi tới thông điệp với các bạn trẻ về vấn nạn bóc lột và buôn người rất bức bối hiện nay. Thành này, có vẻ cậu đã tìm hiểu rất kỹ về chương trình MTV Exit phải không? Đây là những thông tin cơ bản mà mình cũng biết chút ít vậy thôi. Vậy còn cậu có biết chút gì về Super Junior, nhóm nhạc đang được mong đợi nhất tại chương trình MTV Exit lần này không? Cũng có một chút đấy, nhưng mà chỉ biết về những hit tình đám như là Sorry Sorry, You, Find a Miracle thôi. Nhưng mà hình như là nhóm nhạc này có tới tận 13 thành viên liền, nên việc nhớ mặt tất cả thành viên có lẽ là hơi khó nhỉ. Thì có vẻ như cậu cũng phải là fan Super Junior rồi. Chơi US chúng tớ thì luôn luôn cập nhật những thông tin nóng hổi nhất, mới nhất về Super Junior, mặc dù các anh ở tiếp tận đất nước Hàn Quốc xa xôi. EOS à? Từ khi biết Super Junior sang Việt Nam, mình được nghe rất nhiều từ này, nhưng không biết nó có nghĩa gì vậy? EOS chính là tên fan club của Super Junior. Đây là từ viết tắt của Everlasting Friend, có nghĩa là chúng tớ là những người bạn mãi mãi của Super Junior. Sắp tới đây cậu cũng sẽ có cơ hội được tham gia vào MTV Exit Concert, và khi đó cậu sẽ được gặp gỡ rất nhiều fan của Super Junior. Vì thế nên là chúng tớ sẽ giới thiệu với cậu về 13 anh chàng hot boy này để cậu có thể dễ dàng hòa nhập hơn với fan Super Junior của tớ. Cậu có sẵn sàng không? Để các bạn sẽ giúp thì còn đi bằng gì? Chúng ta cùng đi nào. Ok. Chính đó là rap và đen ở trong nhóm.
ơi, Super Junior là Sông Yêu Oppa. Oppa sinh vào một ngày rất đặc biệt của năm là 1 tháng 1 năm 1986. Oppa thích màu hồng và đứng thứ tư trong lĩnh vực nhảy và cũng như ca hát của cả nhóm. Bạn nào xung phong tiếp theo nhờ, chúng ta vẫn còn rất nhiều. Bạn xin giới thiệu về lớp 7-8 của nhóm là Super Junior Lee Hye-che, anh sinh năm 1986 và biệt danh của anh là Ưng Nhiếp, có nghĩa là ân huệ to lớn. Anh rất tinh giác và nhảy, cho nên là hãy ủng hộ anh nhớ với chúng tôi nhé. Thành viên thứ 9 của Super Junior là Lee Dong-hae, và bên Trung Quốc của anh có nghĩa là Lee Dong-hải, và anh có biệt danh là Cá. Anh sinh ngày 15 tháng 10 năm 1986, và anh thích màu vàng. Anh rất thích rap và nhảy hát nữa. Và thành viên thân thiết nhất của anh ở Super Junior là thành viên Lee Hyuk-ve, anh có biệt danh là Ưng Hiếp. Xin hãy ủng hộ cho Lee Dong-hae. Của Super Junior là Choi Seung-won, anh sinh ngày 7/4/1986. Anh đặc biệt là thích màu đen và màu trắng. Tên danh của anh là Simba, một trong bộ tứ của Disneyland. Chào các bạn, thành viên thứ 11 của Super Junior Kim Yo. Anh sinh ngày 21/6/1987 và là người đặc biệt thích màu tím, đặc biệt thích nấu ăn nữa. Xin các bạn hãy ủng hộ Super Junior Kim Yo. Là thành viên thứ 12 của Super Junior, đó chính là Kim Ki-bung. Kim Ki-bung sinh năm 1987, có biệt danh là Snow White, có nghĩa là công chúa tuyết. Anh ấy rất thích màu trắng và màu xanh lá cây và kinh thánh. Anh ấy còn có khả năng rap ở trong nhóm. Và Super Junior Kim Ki-bung mãi là một thành viên của Super Junior. Và thành viên thứ 13 em Út Cho Kyun, anh sinh ngày 3/2/1988. Sở thích của anh là StarCraft. Biệt danh của anh là cậu Út yêu game. Hãy luôn ủng hộ cho cậu Út Cho Kyun. Đây là bản tin đặc biệt của chương trình đồng hành cùng MTV Exit. Khoa học trò online xin được bật mí những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất về chương trình MTV Exit. Theo nguồn tin từ ban tổ chức mà khoa học trò online vừa nhận được, và tổng cộng sẽ có khoảng 30.000 vé được phát ra tại Hà Nội. Ngoài báo khoa học trò, Yang Jing, một số các hãng thời trang trẻ, đặc biệt là hãng quần bò Levi's, các bạn trẻ có thể cập nhật một số các nguồn vé free trên website chính thức của MTV, một số cơ quan phi chính phủ và một số các báo chí khác.